Để chị còn đẹp ra, chị còn đi học làm diễn viên này, con nhớ chưa? Ôi trời ơi, nấu cơm sắp xong rồi mà chị
Đăng vẫn chưa về, không biết có vấn đề gì không. Con gửi
rồi, hôm nay lẻ tình chị băng chị xin cho nên là đấy, chị tốt chưa? Chị còn khóc cả rồi đấy này. Con cảm ơn chị đi. Thôi được rồi, lần sau không được như thế này nữa nhá. Con ăn đi nhá. À mẹ ơi, hay là để cho bữa tiệc sinh nhật là ý nghĩa hơn, mẹ ở đây tổ chức, à mẹ ở đây dựng lên một con đi mà. Không được, bây giờ mẹ về mẹ quên cái điện thoại đi này, con nhìn này, đi bao nhiêu là dữ liệu các thứ ở điện thoại của mẹ quên, mẹ về mẹ lấy điện thoại. Thôi được rồi, hôm nay là sinh nhật của Ngọc Ruby à? Sao con này biết giỏi thế? Con nhớ mà. À, rồi đấy, con phải cảm ơn chị Băng đấy nhá. Chị Băng là rất là ngoan và tốt với con ấy, từ lời chăm sóc chị cho tốt rồi nhá. Thôi, thế sinh nhật Ngọc Ruby thì chúc Ngọc Ruby sinh nhật vui vẻ thôi nhá. Mẹ chỉ chúc thôi, mẹ không ở nhà dự được đâu. Hai chị em dự với nhau xong là dọn dẹp sạch sẽ vào nhá. Ôi, sao con mua bánh ngon thế? Mẹ xin cho mẹ một cái. Ngon quá, thôi mẹ đi nhá. Tối mẹ về nhá, tối hai chị em cứ ăn cơm đi nhá. Mẹ về muộn đấy. Không sao đâu. Cuối cùng mẹ cũng cho chị tổ chức sinh nhật cho Ngọc Ruby rồi. Thôi, bỏ qua cái vụ mẹ mắng Ngọc Ruby đi nhá. Em cứ vui vẻ như là không có chuyện gì. Chị đổi lại em có bị tổn thất rồi. Thôi, hay là chúng ta ăn bánh mì đi. Bánh mì này chị nghe cô chủ hàng nói là cái bánh mì này ngon lắm luôn ý. Em thích ăn sữa chua cơ. Ừ, thì em lấy em đi. Em không đổ nó đâu, con chịu. Công nhận các bánh mì này ngon thật đấy. Phải làm nó chứ.